Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Thì hiện tại là mình đang quay cho các bạn coi một mẫu xe Suzuki các bạn. Nhiều bạn có coi và cũng như là tìm hiểu về cái dòng Suzuki á, thì các bạn cũng sẽ đoán được là mẫu này là mẫu nào nha. Suzuki GSX-S 150 nha các bạn. 150 nha. Mẫu này thì sản xuất từ năm 2018-2019 nha các bạn. Thì bên mình cũng đang bán lia tất cả các hàng mẫu Bandit cũng như là GSX hết các bạn. Thì trước các bạn nhiều bạn hỏi mình là Suzuki Bandit còn hàng hay không, thì bên mình nói thật các bạn luôn, khi quay lên và cũng như chia sẻ các bạn thì cũng có rất là nhiều anh em hỏi và đã chốt được xe rồi cho các bạn. Và hiện tại là mình cũng đã hết xe Bandit rồi. Thì hôm nay mình còn GSX 150 màu đen các bạn, đen mâm đỏ nha, và một con Suzuki GSX xanh GB các bạn. Thì hiện tại là mình còn hai chiếc đen chiếc xanh nữa là hết xe luôn các bạn. Thì hôm nay mình quay chia sẻ các bạn xem cũng như là có muốn lựa chọn cái dòng này thì tranh thủ ha, tại vì mẫu này là khi mình bán hết lia luôn á là mình bỏ mẫu luôn các bạn. Suzuki, hãng Suzuki có thông báo là sẽ nhập ráp cái GSX R150 với S150 nữa, nhưng mà đến hiện tại là vẫn chưa có thông tin mới luôn các bạn, và vẫn chưa có nhập được xe mới nha. Thì Suzuki thì vẫn báo là sẽ ráp Raider Sachi nè, rồi Gizer 250 nè, vân vân. Thì nhưng mà cái mẫu GSX á thì thông tin của hãng báo là có ráp cái mẫu R nữa các bạn. Thì nhưng mà hiện tại là vẫn chưa nha, chưa thấy có được nhập hàng. Mẫu này là mẫu S đó bạn, ghi đông nó cao nè. Ghi đông cao nha, và cái giá bên mình á, cái giá hãng báo á các bạn 68 triệu mấy đó, nhưng mà bên mình đang để là 39 triệu các bạn. 39 triệu 500 ngàn ha, mẫu này đang bán mới 100% nha các bạn. Còn cái tem đồng hồ mình chưa gỡ luôn rồi các bạn. Xe thì mình chưa câu bình luôn nha, chưa câu bình. Xe còn nguyên bản 100% bạc. Xe này thì nhập năm sản xuất năm 2018 các bạn. Công ty mình nhập năm 2018-2019 nè, các bạn coi nè ha. Đây, 2018-2019 nha, xe là nguyên bản. Tuy nhiên là xe mình để kho các bạn, nhiều khi có một vài chi tiết nó hơi xấu nha. Ví dụ như cái vỏ nè các bạn bắt đầu thấy nó có chỗ thì nó hơi vàng vàng rồi ha, chỗ hơi vàng vàng rồi, và tất cả các con ốc thì nó không được sáng như cái lúc mà thời điểm mà mình mới nhập về các bạn. Nó cũng theo thời gian á, nhưng mà xe thì là nguyên bản hết nha các bạn, động cơ máy móc là nguyên bản hết nha, chưa nổ máy luôn đó các bạn, xe này chưa nổ máy luôn đấy. Thì với giá là 39 triệu 500 ngàn các bạn, 39 triệu 500 ngàn là bao gồm VAT rồi nha, VAT rồi, mình giao hồ sơ gốc cho các bạn về đăng ký á, tức là bán với cái giá hỗ trợ cực kỳ luôn để cho hết xe luôn các bạn ơi. Đợt này bán cho hết xe luôn để mình nhập những cái mẫu mới hơn nha, chứ mình giữ kho hoài thì cũng nằm đó hoài các bạn, tại vì 68 69 triệu ở phân khúc 150 này có nhiều lựa chọn lắm các bạn, và cái mẫu đời nó cũng đã qua rồi, cho nên bên công ty mình quyết định là sẽ cho theo khách hàng hết với giá cực kỳ ưu đãi ha, với giá cực kỳ cả rẻ hơn cả cái con Winner X bây giờ luôn các bạn. Rẻ hơn con Winner X luôn nha. Mình xe này là nguyên bản hết nha các bạn, nguyên bản hết nha, chưa qua độ chế hay là bất cứ gì hết, mâm cũng là màu đỏ nguyên bản nè, bô nè đấy, và chìa khóa nè các bạn, hai chìa ha, thì là nguyên bản từ hãng về mà, cho nên còn đầy đủ hết, kiến bình đồ đầy đủ hết nha các bạn. Đấy, bình thì mình sẽ lấy bình mới cho các bạn hết nha, từ năm 2018-2019 tới giờ, cho nên bình đó thì mình sẽ thu về bình cũ hết, mình sẽ lắp cho các bạn bình mới ở phía sau này ha. Bạn an tâm về bình. Xe thì sẽ được bảo hành bảo dưỡng bình thường nha các bạn, từ năm 2018, nhưng mà Suzuki đã trang bị cho cái bóng đèn led phía trước này rồi nha, nó cũng không quá lỗi thời đâu các bạn. Đấy, đây là mâm trước, mâm màu đỏ trước rồi bạn heo. Thì khi mà các bạn mua thì bên mình sẽ tiến hành ráp xe, xong đó sẽ kiểm tra lại xe cho các bạn, kiểm tra lại hoàn toàn luôn, rồi dầu, ben dầu, ben nhớt rồi mọi thứ tất tật hết các bạn. Các bạn an tâm ha, xe đảm bảo là khi các bạn mua ra sẽ được chạy được, chứ không phải là mua ra về có vấn đề cho các bạn, tại vì xe này là mới 100% luôn á. Đấy, thì với cái giá này là 39 triệu 500 ngàn các bạn, đã bao gồm VAT, là mình sẽ giao bộ hồ sơ gốc. Thì mình cũng nói thật luôn là hiện tại là xe mình còn một chiếc duy nhất là màu đen như thế này, đen mâm đỏ, và thêm một chiếc nữa là Suzuki GSX màu xanh GB các bạn. Đấy, thì nó từ năm 2018-2019 tới giờ rồi nha, một vài chi tiết thì nó không được đẹp như xe mới các bạn. Đây, mình quay chi tiết có mấy con ốc cho các bạn coi nè, không, nó cũng sẽ hơi xuống màu xíu các bạn. Đây,
hơi xuống màu xíu, tại vì mình để trong kho các bạn, rồi bắt đầu mình lấy ra mình vệ sinh. Đây, nó hơi xấu xíu các bạn, nhưng mà nó chưa qua sử dụng nha. Đây, cái này là nhớt nha các bạn, 1.300, tức là khi các bạn đã đi Suki rồi á, các bạn biết là mỗi dây nhớt của Suki là 750, mình đổ 2 chai vào 1.300 nha. Nhớt Suki thì mình sử dụng tới 1.300 lần, bình thường là 800 tới 1 lít thì bây giờ nó tới lít 3 lần các bạn ha, chứ không phải là dùng. Cái này không phải là cái động cơ của nó nha, cái này động cơ của nó chỉ 150 thôi, còn cái này là cái số lượng đóng, này là loại nhớt đó các bạn, hay nhớt là 1 lít 3 nha. Đây, heo dầu. Đấy, thì xe rất là, còn rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Tuy nhiên cái màu gì, các bạn về chưa khó, các bạn dùng dung dịch, các bạn rửa cái ngóc này xíu là sạch bon hết đó các bạn. Nên mình thì mình chỉ rửa nước bình thường thôi nha, rửa nước bình thường thôi, cho nên nó cũng không ra hết được cái có một số cái nó hơi xi chứ ten xíu các bạn. Đây, rồi thì bạn nào có nhu cầu thì mẫu xe GTS này với cái giá là 39.500.000 thì liên hệ với mình nha. Hiện tại là mình đang có xe màu đen với xe màu xanh là hết xe các bạn, đen màu xanh là hết xe nha, đầy đủ đồ công nghệ hết nha bạn, từ năm 2018-2019 nhưng mà có đầy đủ công nghệ hết nha, vẫn còn tắt mở đèn nè, rồi nút tắt động cơ nè, khẩn cấp, rồi pha xa pha gần, vaccine thì nằm ở đây các bạn, vẫn có nút vaccine luôn nha, chứ không phải là những các bạn nói là đời 2018-2019 không có công nghệ, bạn Suki có đầy đủ trang bị công nghệ hết cho các bạn luôn á, trên chiếc mô tô con khói 150 có vaccine luôn nè các bạn, và đèn led phía trước nè các bạn, xi nhan đấy, để sau này thì dùng bóng nha các bạn, dùng bóng halogen, rồi xi nhan sau đấy. Bạn nào thích bộ Yashimurai của Suzuki mà đang bị luôn cho GTS đó, bạn liên hệ mình, cây 14 triệu các bạn, hàng nhập khẩu, hàng chính hãng của Yashimurai 14 triệu, mình bán rẻ là khoảng 7-8 triệu thôi các bạn, cho nên theo xe luôn các bạn. Hồi trước mình đây có nhập theo xe mấy cây á các bạn, thì bây giờ bán rẻ với giá gốc luôn các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình, bô Yashimurai nha, dành riêng cho GTS. Cây bô đó thì chính hãng luôn các bạn, hồi trước mình nhập hình như mình không nhớ là bán là hãng nó bán là 14 triệu các bạn, tuy nhiên thì đợt này mình bán bằng với giá nhập luôn, bán nhập lộn xíu các bạn, tầm khoảng 7-8 triệu gì đó mình không nhớ chính xác, nhưng mà bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ nhắn cái mã qua cho bạn tra nè, thứ hai nữa mình nhắn cái giá chi tiết đó. Nó hơi lẻ lẻ các bạn, mình bán luôn cái giá nhập, còn công ty mình bán giá nhập cho nên mình báo cho bạn giá nhập luôn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip xe tiếp theo. À mình quên nữa, còn một cái nữa là các bạn hỏi mình là Banis nhập khẩu rồi con này có nhập khẩu hay không, con này lắp ráp ở Việt Nam nha các bạn, RL đó các bạn, MH mới là đó là nhập khẩu nha các bạn, mã này bắn RL, hàng lắp ráp ở Việt Nam mình nha, chứ không phải là Bandit nhập khẩu nha các bạn. Đấy, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip mà mình chia sẻ xe tiếp theo. 39.500.000 các bạn, đã bao gồm VAT, giao bộ sơ gốc, bạn về đăng ký liền. Đấy, một chiếc duy nhất màu đen, một chiếc màu xanh nữa, là hai chiếc toàn hệ thống bên mình hết xe luôn các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.